Nhận định chứng khoán tuần từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 8, VN Index hướng tới 1.230 điểm. Như Viettime đã đưa tin, chỉ số VN Index đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm 2022 ở mức 1.206,33 điểm, tăng 11,57 điểm. Đây là tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp của VN Index và trong 5 tuần vừa qua, chỉ số này đã tăng tới 4 tuần, khép lại tháng 7 năm 2022 với mức tăng nhẹ 0,73% sau 3 tháng giảm điểm liên tiếp. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 11.942 tỷ đồng, tăng 0,23% so với tuần trước nhưng vẫn giảm 0,18% so với trung bình 5 tuần và giảm 31,86% so với trung bình 20 tuần trở lại. Theo công ty cổ phần chứng khoán MB, việc hồi phục của thị trường thế giới trong 2 tuần liên tiếp vừa qua là nhân tố chính hỗ trợ cho đà tăng của thị trường trong nước. Công ty chứng khoán này cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang được cởi bỏ khi các rào cản ngắn hạn từ thị trường thế giới đã qua đi. Bên cạnh đó, VN Index lần đầu tiên tiến sát về ngưỡng kỹ thuật MA50 tại 1.218 điểm kể từ khi để mất mốc này vào đầu tháng 4 năm 2022 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo MBS, thanh khoản thị trường tăng ở 2 phiên cuối tuần cho thấy dòng tiền đã sẵn sàng quay lại thị trường. Chỉ số VN Index nhiều khả năng sẽ tiệm cận ngưỡng cản kỹ thuật 1.230 điểm trong tuần này. Đồng quan điểm, công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset nhận xét VN Index đang trong xu hướng tăng ngắn hạn với dòng tiền thị trường dự báo tích cực hơn. Dòng tiền có sự gia tăng tốt giá trị giao dịch tại các nhóm dịch vụ tiêu dùng, ngân hàng và bất động sản. Ở chiều ngược lại, công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt dự báo trong phiên giao dịch đầu tuần này, thị trường có thể có quán tính giảm trong phiên sáng để các chỉ số kiểm định các hỗ trợ gần nhất. Theo VCSC, VN Index sẽ kiểm định lực mua giá thấp tại vùng 1.200 đến 1.205 điểm. Nếu ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ, đà hồi phục của thị trường sẽ gặp nhiều thách thức. Trường hợp lực bán không mạnh và được hấp thụ bởi lực cầu giúp VN Index duy trì trên mốc 1.205 điểm, chỉ số sẽ có cơ hội kiểm định lại kháng cự mạnh MA50 tại 1.218 điểm. Nếu VN Index vượt qua mốc 1.218 điểm, kháng cự tiếp theo sẽ là vùng 1.240 điểm, trong khi kháng cự mạnh hơn sẽ là đường MA100 tại vùng 1.290 đến 1.300 điểm.